Kinh số 4 Kinh Trùng Đức Sonadanda Sutta 300 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga Ương Già Cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị Đến tại thành Champa Chiêm Bà Và tại Champa Thế Tôn ở trên hồ sen Gagara Già Già Lúc bấy giờ Bà La Môn Sonadanda Danda Trùng Đức, trú tại Champa, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu. Một vương địa do vua Sara, tần bà Sala, vua có quân lực hùng mạnh của nước Magadha, Ma Kiệt Đà cấp, một ân tứ của vua, một tịnh thí địa. 301. Các bà La Môn và gia chủ ở Champa được nghe tiếng đồn như sau. Samon Gotama, dòng họ Thích Ca, xuất ra từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến tại thành Champa. Và tại Champa, Samon Gotama ở trên bờ hồ sen Gagara. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama đây là Đức Thế Tôn, Bậc A-La-Hán, Tránh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với Thắng Chí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với Thiên Giới, Ma Giới, Phạm Thiên Giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài trời và người khi đã chứng ngộ ngài còn tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện có văn có nghĩa ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch tốt đẹp thay sự kính ngưỡng một vị a la hán như vậy rồi các bà la môn và gia chủ ở champa từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi champa và đến tại hồ sen Gagara. 302. Lúc bấy giờ, Bà La môn Sona Danda đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bà La môn Sona Nanda thấy các Bà La môn và gia chủ ở Champa từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Champa và đến tại hồ sen Gagara. Thấy vậy, Bà La môn Sona Danda bèn gọi người gác cửa. Này người gác cửa, vì sao các bà La Môn và gia chủ ở Champa, từng đoàn từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Champa và đến tại hồ sen Gagara như vậy? Thưa tôn giả, có Sa Môn Gotama, dòng họ Thích Ca, xuất ra từ gia tộc Thích Ca, đang du hành trong nước Anga với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị đến tại thành Champa và tại Champa, Sa môn Gotama ở trên bờ hồ sen Gagara. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế tôn Gotama. Đây là Thế tôn bậc A la hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế tôn nay những người ấy đi đến để yết kiến tôn giả gotama này người giữ cửa hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ở champa khi đến nơi hãy nói với những bà la môn và gia chủ bà la môn sona danda có nói này các hiền giả hãy chờ đợi bà la môn sona danda sẽ tự thân hành đến yết kiến sa môn gotama dạ vâng Người giữ cửa ấy vâng theo lời của Bà La Môn Sona Danda, đi đến các bà la môn và gia chủ ở Champa. Khi đến xong, liền nói với các bà la môn và gia chủ ở Champa. Bà La Môn Sona Danda có nói: "Này các hiền giả, hãy chờ đợi. Bà La Môn Sona Danda sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa môn Gotama." 303 Lúc bấy giờ, có khoảng 500 bà la môn từ nhiều địa phương khác nhau đến ở tại Champa vì công vụ. Những bà la môn nghe Bà la môn Sona Danda sẽ đến yết kiến Sa môn Gotama. Những bà la môn này đến Bà la môn Sona Danda. Khi đến xong, liền thưa với Bà la môn Sona Danda: "Có phải tôn giả Sona Danda sẽ đến yết kiến sa môn gotama này các hiền giả đó là ý định của ta ta sẽ đến yết kiến sa môn gotama tôn giả sona danda chớ có đến yết kiến sa môn gotama thật không xứng đáng cho tôn giả sona danda đến yết kiến sa môn gotama nếu tôn giả sona danda đến yết kiến sa môn gotama thì danh tiếng của Tôn giả Sona Danda bị hao tổn, danh tiếng của Sa môn Gotama được tăng trưởng. Vì danh tiếng của Tôn giả Sona Danda bị hao tổn và danh tiếng của Sa môn Gotama được tăng trưởng. Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Sona Danda đến ý kiến Sa môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa môn Gotama đến yết kiến tôn giả Sona Danda. Lại nữa, tôn giả Sona Danda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào không bị một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ xanh. Vì tôn giả Sona Danda thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ xanh. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Sona Danda đến ý kiến Sa môn Gotama, thật xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến Bà la môn Sona Danda. Lại nữa, tôn giả Sona Danda là nhà giàu có đại phú, sung túc. Do điểm này, vân vân, như trên, vân vân. Lại nữa, tôn giả Sonadanda Đa là nhà phúng tụng, nhà chỉ chú, thông hiểu ba tập vệ đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận, tự nhiên học, và tướng của vị đại nhân, vân vân, như trên, vân vân. Tôn giả Sonadanda Đa, đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng, khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, vân vân, như trên, vân vân. Tôn giả Sonadanda Đa, có đức hạnh, đức hạnh cao dày, đầy đủ đức hạnh cao dày, vân vân, như trên, vân vân. Tôn giả Sonadanda thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phều vào, giải thích nghĩa lý minh xác vân vân, như trên, vân vân. Tôn giả Sonadanda là bậc tôn sư của hàng tôn sư nhiều người, dạy 300 thanh niên bà la môn tụng đọc chú thuật thanh niên bà la môn từ nhiều phương, từ nhiều nước tha thiết với chú thuật đến với tôn giả Sona Danda để học thuộc lòng các chú thuật, vân vân như trên, vân vân. Tôn giả Sona Danda niên cao lạp lớn, bậc lão thành đến tuổi trưởng thượng. Còn Sa môn Gotama thì tuổi trẻ xuất gia chưa được nhiều năm, vân vân như trên, vân vân. Tôn giả Sona Danda được vua Senia, Bimbi Sara, tần bà Sala hùng mạnh, xứ Magada, Ma Kiệt Đà, kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng, vân vân như trên, vân vân. Tôn giả Sona Danda được bà La môn, Pokhara Sati kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng, vân vân như trên, vân vân. Tôn giả Sona sống ở Champa, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc. Một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. Vì tôn giả Sona sống ở Champa, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc một vương địa do vua Seniya Bimbi Sara xứ Magadha cấp một ân tứ một tịnh thí địa do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả Sona Danda đến ý kiến Sa môn Gotama thật xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến tôn giả Sona Danda 304 nghe nói vậy Bà La môn Sona Danda nói với những bà La môn ấy: Các hiền giả, hãy nghe ta giải thích, vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa môn Gotama, trái lại thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến thăm chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh, cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ xanh. Này các hiền giả, do Sa môn Gotama thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ xanh. Vì điểm này thật không xứng đáng cho sa môn gotama đến yết kiến chúng ta trái lại thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến sa môn gotama này các hiền giả thật vậy sa môn gotama xuất ra từ bỏ đại gia đình quyến thuộc vì điểm này vân vân như trên vân vân này các hiền giả thật vậy Sa môn Gotama rút ra từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất lẫn loại trên mặt đất, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu đã xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân như trên vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama dầu song thân không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ sâu tóc, khoác áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người. Với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy Sa môn Gotama có đức hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, Thật vậy, Sa môn Gotama thiện ngôn, dùng lời nói thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ, không phiều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã diệt trừ tham dục, đã diệt trừ được mọi sao động của tâm, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào trí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà La môn, vân vân, như trên, vân vân này các hiền giả thật vậy sa môn gotama xuất ra từ chủng tộc cao quý từ dòng họ sát đế lị thanh tịnh vân vân như trên vân vân này các hiền giả thật vậy sa môn gotama xuất ra từ chủng tộc khá giả đại phú tài sản sung mãn vân vân như trên vân vân này các hiền giả thật vậy Dân chúng băng ngàn vượt biển, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ, đến hỏi đạo Sa môn Gotama, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy có hàng ngàn thiên nhân đến quy y Sa môn Gotama, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa môn Gotama. Ngài là bậc thế tôn A la hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, trơn trực, thẳng thắn, lời nói có dẫn chứng, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được bốn chúng kính trọng tôn sùng, kính ngưỡng, kính nể, trọng vọng, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa môn Gotama, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào Sa môn Gotama cư trú thì tại làng ấy, tại thôn ấp ấy các loài phi nhơn không làm hại loài người vân vân như trên vân vân này các hiền giả thật vậy sa môn gotama là giáo hội chủ giáo phái chủ giáo phái sư được tôn là tối thượng trong các giáo tổ vân vân như trên vân vân này các hiền giả danh tiếng của một số sa môn bà la môn dựa trên những bằng chứng không đâu. Danh tiếng của Sa môn Gotama không phải vậy. Danh tiếng của Sa môn Gotama dựa trên trí đức vô thượng của ngài, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, vua Seniza, Bimbisara, nước Magadha cùng với vương tử Cung phi Thị Tùng đều quy y Sa môn Gotama, vân vân, như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala cùng với vương tử Cung phi Thị Tùng đều quy y Sa môn Gotama, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, bà La môn Pokhara Sati cùng với các con vợ thị giả đều quy y Sa môn Gotama, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được vua Seniza, Bimbisara, nước Magada kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ, trọng vọng, vân vân như trên, vân vân. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama được vua Pasenadi, nước Kosala kính trọng, tôn sùng, kính ngưỡng, kính lễ trọng vọng vân vân như trên vân vân này hiền giả thật vậy Sa môn Gotama được Bà La môn Pocara Sati kính trọng tôn sùng kính ngưỡng kính lễ trọng vọng vân vân như trên vân vân này các hiền giả thật vậy Sa môn Gotama đã đến Champa nay đang ở tại Champa trên bờ hồ sen gagara những sa môn bà la môn nào đến ruộng làng chúng ta đều là khách của chúng ta đối với khách chúng ta phải kính trọng tôn sùng kính ngưỡng kính lễ trọng vọng này các hiền giả nay sa môn gotama đã đến champa hiện ở tại champa trên bờ hồ sen gagara như vậy sa môn gotama là khách của chúng ta và đã là khách chúng ta phải kính trọng tôn sùng kính ngưỡng kính lễ trọng vọng do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả gotama đến yết kiến chúng ta thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến tôn giả gotama này các hiền giả đó là những ưu điểm mà ta được biết về tôn giả gotama tôn giả gotama không phải có chừng ấy ưu điểm mà thôi. Tôn giả Gotama có đến vô lượng ưu điểm. 305. Khi nghe nói vậy, các bà La môn ấy nói với bà La môn Danda. Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa môn Gotama như vậy, giàu cho người của gia tộc ở xa Tôn giả Gotama đến 100 do tuần cũng đủ cho người ấy đi đến yết kiến sa môn gotama dầu phải đem theo lương thực do vậy tất cả chúng tôi sẽ đi đến yết kiến sa môn gotama ba lúc bấy giờ bà la môn sona danda cùng với đại chúng bà la môn đi đến bờ hồ sen gagara sự lo lắng sau đây khởi lên trong tâm trí của bà La Môn Sona Danda khi đi ngang qua khu rừng. Nếu ta hỏi Sa Môn Gotama một câu và nếu Sa Môn Gotama trả lời với ta như sau: này bà La Môn, không nên đặt câu hỏi như thế này. Thời như vậy hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sona Danda là ngu si bất tài không thể hỏi một câu cho chín chắn. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt. Và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta có được. Nếu Sa môn Gotama hỏi ta một câu, câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn. Và nếu Sa môn Gotama nói với ta như sau: "Này Bà la môn, câu hỏi ấy nên trả lời như thế này. Thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà la môn Sona Danda là ngu si bất tài, không thể làm cho tâm trí Sa môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi ấy. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt." và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta có được. Nếu ta đi đến gần như thế này, mà ta trở về không gặp Sa môn Gotama, thời hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà La môn Sona Danda là người ngu si, bất tài, kiêu mạn, cứng đầu, sợ hãi không dám đến ý kiến sa môn gotama làm sao đã đi đến gần như thế này mà lại trở về không gặp sa môn gotama nếu hội chúng khinh miệt ta thời danh dự ta bị giảm bớt và ai bị danh dự giảm bớt thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh dự chúng ta có được 307. Lúc bấy giờ, bà La Môn Sona Danda -đa đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến, bèn nói lời thân ái chào đón, chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. Các bà La Môn và gia chủ ở Champa có người đảnh lễ Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời thân ái chào đón chúc tụng với Sa môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Sa môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người nói tên và dòng họ, rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. 308. Lúc ấy, Bà La môn Sona Danda đang ngồi, tâm trí lo lắng. Nếu ta hỏi Sa môn Gotama một câu, và nếu Sa môn Gotama trả lời với ta như sau, này bà La Môn, không nên đặt câu hỏi như vậy. Nên đặt câu hỏi như thế này. Thời như vậy hội chúng sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sona Danda là ngu si bất tài, không thể hỏi một câu cho chín chắn. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thì danh tiếng ta bị giảm bớt. Và ai bị danh tiếng giảm bớt, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta có được nếu sa môn gotama hỏi ta một câu và câu trả lời của ta về câu hỏi ấy có thể không làm cho tâm trí được thỏa mãn và nếu sa môn gotama nói với ta như thế này này bà la môn câu hỏi ấy không nên trả lời như vậy này bà la môn câu hỏi ấy nên trả lời như thế này thời như vậy, hội chúng này sẽ khinh miệt ta. Bà La Môn Sona Danda là người ngu si, bất tài, không làm cho tâm trí Sa Môn Gotama thỏa mãn với câu trả lời ấy. Nếu hội chúng này khinh miệt ta, thời danh tiếng ta bị giảm bớt, và ai danh tiếng bị giảm bớt thì thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu. Vì cúng dường của chúng ta tùy thuộc với danh tiếng chúng ta có được. Mong rằng Samon Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc về sự truyền thừa ba quyển Vệ Đà. Như vậy, chắc chắn ta có thể làm tâm trí ngài được thỏa mãn với câu trả lời của ta cho câu hỏi ấy. 309. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được sự vân vân lo lắng của Bà La Môn Sona Danda với chi giác của mình, liền tự nghĩ bà La Môn Sona Danda -đa này đang phân vân lo lắng. Ta hãy hỏi bà La Môn Sona Danda -đa với câu hỏi thuộc sự truyền thừa về ba quyển vệ đà. Rồi Đức Thế Tôn hỏi bà La Môn Sona Danda. -đa, này bà La Môn, những vị bà La Môn phải đầy đủ bao nhiêu đức tánh mới được gọi là bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là bà La Môn, lời nói ấy là trơn tránh, không phải là lời nói dối. 310. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sona Danda suy nghĩ, thật vậy, điều mà ta mong ước, hy vọng, yêu cầu, mong đợi, mong Samon Gotama hãy hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền thừa về ba quyển Vệ Đà. Như vậy, chắc chắn ta có thể làm tâm trí ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy và nay samon gotama hỏi ta câu hỏi thuộc sự truyền thừa về ba quyển vệ đà chắc chắn ta có thể làm cho tâm trí của ngài được thỏa mãn với câu trả lời cho câu hỏi ấy